Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối ngày hôm nay 21 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ra mắt cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đa số đại biểu Quốc hội tán thành cao với việc sớm đưa các dự án luật quan trọng vào thi hành sớm để tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất đai. Coi độc giả là trung tâm của báo chí, từ đó tạo ra những định hướng xây dựng và phát triển. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, trong phiên làm việc vào chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật các tổ chức tín dụng. Qua thảo luận, đa số các đại biểu đã bày tỏ tán thành cao với việc sớm đưa các dự án luật quan trọng vào thi hành sớm để tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất đai. Nhấn mạnh tinh thần, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm. Nhiều đại biểu cho rằng việc đẩy nhanh hiệu lực thi hành luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật các tổ chức tín dụng sớm 5 tháng sẽ giải quyết các tồn tại hiện nay trong thực hiện các vấn đề liên quan đến đất đai và sẽ có tác động tích cực đến kinh tế xã hội. 5 tháng, gần một nửa năm là một cái thời gian vô cùng quý giá đối với sự phát triển. Ở đó là nó bao gồm những cái cơ hội của sự phát triển, cơ hội chúng ta giải tỏa những cái vướng mắc để khơi thông một cái nguồn lực quan trọng hàng đầu trong phát triển là đất đai. Thế tuy nhiên thì không phải chỉ khơi thông riêng nguồn lực với đất đai mà còn khơi dậy các cái nguồn lực khác để cộng sinh với đất đai để thúc đẩy sự phát triển. Và tôi nghĩ là trong cái luật này thì phần lớn các vấn đề là có thể áp dụng ngay được, đưa vào thực tiễn ngay được. Và chỉ có một số ít vấn đề là phải có văn bản hướng dẫn của chính phủ hay là của các địa phương. Cho nên đưa được tất cả những cái vấn đề mà đã rõ, đã chín và không cần hướng dẫn vào cuộc sống thì cũng đã là, đấy là một cái thành công rất lớn rồi. Thực tiễn điều hành ở địa phương thì chúng tôi lại càng mong muốn các luật này sớm đi vào cuộc sống. Bởi vì các luật hiện hành có sự chồng chéo, mâu thuẫn, cách hiểu, cách thực hiện còn quá nhiều bất cập. Nhiều cán bộ nhà nước vi phạm pháp luật, vướng vào phòng lao lý cũng có một phần của sự bất cập đó. Nhiều cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm cũng có lý do từ bất cập đó. Cho nên các luật có hiệu lực sớm ngày nào thì tình trạng trên sẽ được cải thiện sớm ngày đó. Qua thảo luận, các đại biểu cũng đề nghị chính phủ bổ sung báo cáo về tiến độ, lộ trình xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành các luật để tránh rủi ro vướng mắc có thể phát sinh, tạo khoảng trống pháp lý hoặc để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách. Giải trình làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu quan tâm, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết rất nhiều chính sách của bốn luật sẽ khơi thông nguồn lực của đất nước và thu hút nguồn lực, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên đất đai. Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh dẫn chứng việc kiều bào rất mong muốn luật có hiệu lực sớm để có cơ hội được tham gia thị trường đất đai như người Việt Nam. Vấn đề liên quan đến giao đất, cho thuê đất, thực hiện cho lợi ích quốc gia công cộng. Rất nhiều nội dung hiện nay doanh nghiệp trong và ngoài nước đang rất mong chờ để giải quyết điểm nghẽn, nút thắt và thu hút được nguồn lực cho đất nước. Trước đó, trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật tư pháp người chưa thành niên. Qua thảo luận, các đại biểu cho rằng việc xây dựng một hệ thống pháp luật về tư pháp đối với người chưa thành niên là phù hợp với xu hướng chung của thế giới, thể hiện tính nhân văn, tiến bộ của hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, trước xu hướng tội phạm trẻ hóa như hiện nay, nên cân nhắc, cẩn trọng để khi luật được ban hành, vừa bảo đảm tính nhân văn, vừa tạo điều kiện để người chưa thành niên phạm tội nhận thức, khắc phục, sửa chữa sai lầm, nhưng vẫn phải có tính giáo dục và răn đe nghiêm khắc. Cũng trong phiên làm việc sáng nay, với đa số đại biểu ấn nút biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành và thông qua luật lưu trữ sửa đổi. Chiều nay, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ trì buổi lễ có các đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gồm 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam. Trong đó, bài viết sớm nhất là từ năm 1968. Được thực hiện trong hơn một năm với nguồn tư liệu đồ sộ, hơn 900 trang sách mang những chỉ đạo toàn diện về văn hóa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra bằng tư duy lý luận sắc bén, thực tiễn phong phú, sự am hiểu tường tận và tình cảm đặc biệt. Tổng Bí thư đã hệ thống lại, khái quát hóa tư tưởng, đạo đức, phong cách văn hóa Hồ Chí Minh và đường lối phát triển văn hóa rất là khoa học và sáng tạo của Đảng ta, đồng thời với một cái trí tuệ rất là uyên bác, cái sự tâm huyết và chăn trở, thì Tổng Bí thư đã bổ sung làm sâu sắc hơn, phong phú hơn lý luận và thực tiễn văn hóa của Đảng ta, nhân dân ta đã phấn đấu xây dựng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là một cái nhà báo rất là sắc sảo, cái chất nhà báo trong những bài viết của tác giả Nguyễn Phú Trọng ấy, người ta vẫn thấy rất rõ một cái tư duy vừa khúc chiết vừa hàn lâm nhưng mà vừa kết hợp nhuần nhuyễn với thực tiễn, lý luận với thực tiễn, cho nên cái tính thuyết phục, cái tính sinh động, cái tính hấp dẫn rất là cao. Với kết cấu 3 phần, cuốn sách cũng tuyển chọn hơn 90 bức ảnh tư liệu quý, ghi lại hình ảnh Tổng Bí thư trong các hoạt động văn hóa, các buổi gặp gỡ văn nghệ sĩ trí thức trên mọi miền Tổ quốc. Đây là cuốn cẩm nang quý về văn hóa của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Những cái chỉ đạo của Tổng Bí thư ở Hội nghị Văn hóa Toàn quốc đã được triển khai đến tất cả các cấp và cho thấy cái sự thay đổi rõ rệt trong cái việc thực hiện những chỉ đạo của Tổng Bí thư. Và tôi nghĩ rằng là với cái cuốn sách hôm nay ra mắt thì sẽ giúp cho các cấp các ngành, nhất là những người làm văn hóa, sẽ có được hệ thống những cái bài chỉ đạo của Tổng Bí thư và giúp cho chúng ta rất là nhiều. Đưa những cái thông điệp của Tổng Bí thư ở những cái hình thức khác nhau, không chỉ ở cuốn sách, không chỉ ở những cái bài viết, không chỉ ở định dạng điện tử mà còn đi sâu vào trong cuộc sống bằng những hành động thiết thực, bằng những phong trào, bằng những cái cách những truyền tải nó hấp dẫn và phong phú hơn. Từ đó thì giúp cho những cái thông điệp quan trọng của Tổng Bí thư về văn hóa sẽ tạo ra những cái sự chuyển động trong thực tiễn cuộc sống để văn hóa thực sự có ý nghĩa như là một cái sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững đất nước của chúng ta. Lan tỏa rộng khắp giá trị của cuốn sách, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ ngành và các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, giới thiệu về nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Các chi bộ đảng mở sinh hoạt chuyên đề nghiêm túc, hiệu quả về nội dung cuốn sách. Các cấp ủy tổ chức đảng, các cấp ngành địa phương nghiên cứu, quán triệt, tổ chức triển khai các quan điểm chỉ đạo của Đảng và của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Cuốn sách cũng sẽ được biên dịch ra nhiều thứ tiếng, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa của Việt Nam ra thế giới. Vào sáng nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã đến dự. Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động bổ nhiệm cán bộ đối với Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đến nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Cũng tại buổi lễ, Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an cũng đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động bổ nhiệm cán bộ đối với Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đến nhận chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại Bộ Công an. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh chúc mừng đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang và Đại tá Nguyễn Hồng Phong được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao đảm nhận trọng trách mới. Trên cương vị mới, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Đại tá Nguyễn Hồng Phong khẩn trương tiếp nhận công việc, đoàn kết cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ tập thể, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đại tá Nguyễn Hồng Phong tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy Đồng Nai
và hứa nỗ lực phấn đấu, kế thừa những kinh nghiệm, thành quả các thế hệ lãnh đạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Nhằm đánh giá chính xác toàn diện những kết quả đã đạt được, nhìn nhận đầy đủ những tồn tại hạn chế và đề ra giải pháp có hiệu quả trong công tác thi hành tạm giữ tạm giam, những định hướng để sửa đổi bổ sung luật thi hành tạm giữ tạm giam. Vào sáng nay, hội thảo hoàn thiện pháp luật về thi hành tạm giữ tạm giam đã được tổ chức tại Hà Nội. Hội thảo do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì. Hội thảo đã cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện luật thi hành tạm giữ tạm giam và đề cương một số nội dung trọng tâm sửa đổi bổ sung luật thi hành tạm giữ tạm giam. Đồng thời, từ thực tiễn thực hiện công tác tạm giữ tạm giam tại đơn vị địa phương, các đại biểu cũng thảo luận về những vướng mắc bất cập qua 6 năm tổ chức thực hiện luật thi hành tạm giữ tạm giam, từ đó đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, những quy định mới cần bổ sung. Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đánh giá cao những ý kiến và giải pháp các đại biểu đưa ra, nhấn mạnh trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, cần thiết phải kịp thời củng cố cơ sở pháp lý để ứng dụng triệt để các tiến bộ của khoa học công nghệ vào công tác tạm giữ tạm giam, thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại gắn với chuyển đổi số, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0. Vòng tay yêu thương là chương trình ý nghĩa đang được Tuổi Trẻ Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức nhằm hỗ trợ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại phường 2, thị xã Vĩnh Châu, lan tỏa hơn nữa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ. Và đây cũng là một trong chuỗi các hoạt động chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện hè và Tháng Hành động vì trẻ em năm 2024. Nụ cười và ánh mắt ngây thơ. Những đứa trẻ xóm nghèo hôm nay dường như vui hơn khi có các cô chú công an đến thăm. Quà bánh, quần áo, những món quà và những cái ôm. Xua tan cái nắng hè oi ả và mang đến cho các em niềm vui lấp lánh trong đôi mắt. Những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa đang được Tuổi Trẻ Công an tổ chức ở khắp nơi trên cả nước bằng những mô hình, phần việc, những cách làm sáng tạo để chung tay cùng xã hội lan tỏa nhiều hơn nữa những yêu thương để không ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp tục với những nội dung khác. Thưa quý vị, vào ngày 21 tháng 6 tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét để đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 thành phố Hà Nội thôi giữ các chức vụ lãnh đạo, nghỉ công tác. Theo Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Tiến Dũng là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tín nhiệm phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo quan trọng ở Trung ương và địa phương. Trong quá trình công tác luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có những đóng góp và thành tích chung trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, nơi công tác. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian làm Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo để Ban Cán sự Đảng, Bộ Tài chính và một số tổ chức cá nhân có nhiều vi phạm khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước. Nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Cũng tại cuộc họp, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Xin được chuyển sang những thông tin khác liên quan đến vụ xe ôm công nghệ bị hai đối tượng dùng dao gây thương tích cướp tài sản xảy ra vào sáng ngày 21 tháng 6 tại thôn Phúc Bố, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã kịp thời xác minh, làm rõ hai đối tượng gây án. Hai đối tượng bị bắt trú tại thôn Hạ Bì, xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận thực hiện hành vi cướp tài sản
trong đó Lê Huỳnh Đức là đối tượng dùng dao tấn công khiến nạn nhân bị thương. Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định bắt giữ Lê Huỳnh Đức và Đỗ Việt Anh về hành vi giết người, cướp tài sản. Thưa quý vị, trong bất cứ bối cảnh nào, mục đích quan trọng nhất của những người làm báo chí cách mạng vẫn phải là vì con người, vì công chúng. Hiện nay, kinh tế báo chí đang phải đối diện với nhiều khó khăn. Đổi mới, sáng tạo, thu hút người xem là cách duy nhất để mỗi cơ quan báo chí khẳng định được vị trí của mình, từ đó tạo ra những định hướng để xây dựng và phát triển. Ấn phẩm đặc biệt ngày 7 tháng 5, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của báo Nhân dân. Ngay từ khi phát hành đã được nhiều người săn lùng, bởi ấn phẩm báo giấy này sử dụng ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường và quét mã QR. Công nghệ mới này cho phép người dùng có thể chiêm ngưỡng bức tranh panorama về chiến dịch Điện Biên Phủ nổi tiếng theo phương thức hoàn toàn mới. Phải từ rất lâu rồi thì em mới tiếp cận lại với việc đọc báo giấy. Em đã được nghe rất nhiều về bức tranh panorama về chiến dịch Điện Biên Phủ. Và khi được quét trên app của Nhân dân và trải nghiệm trên công nghệ thực tế ảo thì em sẽ cảm thấy hào hứng và mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử Việt Nam ạ. Trước cơn sốt săn lùng của độc giả, báo Nhân dân sau đó đã phải in thêm hàng nghìn bản phụ san để phục vụ bạn đọc. Thành công này cho thấy sự chủ động trong sáng tạo, đổi mới là cách để mỗi cơ quan báo chí khẳng định mình, thu hút công chúng. Mỗi cơ quan báo chí phải có cái cách đi riêng của mình và dựa trên thế mạnh của mình, công chúng của mình là ai, thì công chúng cái khả năng chi trả đáp ứng như thế nào và nhu cầu thông tin ra làm sao. Có công chúng là sẽ có tất cả, nhất là trong giai đoạn của công nghệ AI, trí tuệ nhân tạo và cái sự nở rộ các mạng xã hội, ai cũng có thể đưa thông tin lên được, thì đòi hỏi báo chí càng phải sắc sảo, càng phải quyết liệt, càng phải có sản phẩm của riêng mình. Với đặc thù chuyên cung cấp thông tin chuyên biệt trong lĩnh vực an ninh trật tự, mọi sản phẩm của báo chí Công an Nhân dân đều hướng tới việc cung cấp cho người dân những kiến thức cơ bản về phòng chống tội phạm, xây dựng một cuộc sống an toàn, lành mạnh. Với hướng đi riêng này, báo chí Công an Nhân dân gặt hái được nhiều thành công trong việc giữ chân, mở rộng lượng độc giả theo dõi. Chỗ nào các cái nhiệm vụ, kể cả khó khăn, gian khổ thì chúng tôi cũng đều thấy có các cái phóng viên của các hệ thống báo chí của Công an Nhân dân của chúng ta. Đặc biệt là chúng ta cũng đã tập trung tạo được một cái sự đồng thuận và khơi dậy được một cái tinh thần quyết tâm trong nhân dân của chúng ta đó, về các cái đường lối, các cái chủ trương và xây dựng được cái thế trận an ninh ở cơ sở và cái thế trận trật tự an toàn ở cơ sở, đấu tranh chống tội phạm ở cơ sở thì chúng ta đã làm rất là tốt, tạo một cái sự đồng thuận cao. Mà chính đây, cái tuyên truyền này đã góp phần là xây dựng hệ thống chính trị và cái đoàn kết toàn dân, một trong những nhân tố để bảo vệ cái an ninh quốc gia chúng ta và trật tự an toàn xã hội rất là tốt. Báo chí hiện nay đang phải đối diện với những thách thức từ các trang mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo AI. Tuy nhiên, nếu các cơ quan báo chí có sản phẩm đặc sắc, công chúng sẽ tự tìm đến. Gốc của vấn đề vẫn nằm ở tác phẩm báo chí có ý nghĩa và chất lượng thông tin chính xác, kịp thời, đáp ứng nhu cầu của công chúng. Báo chí hơn hẳn mạng xã hội, đấy là tính chân thật, chính xác, độ tin cậy. Khi anh đem được sự thật đến cho công chúng, thì anh có sức cạnh tranh. Công chúng khao khát muốn biết sự thật. Vấn đề là anh có đem được đến sự thật, tất nhiên thật phải kịp thời, thật cũng phải hấp dẫn. Nhưng khi đã đem được sự thật đến với công chúng, thì anh sẽ có công chúng. Vì công chúng khao khát muốn biết sự thật, muốn biết thông tin, muốn biết những nguồn tin chính xác, chứ không phải tin thất thiệt. Và khi có công chúng, thì như tôi đã nói, khách hàng sẽ đem quảng cáo đến. Nguồn thu sẽ chảy về bằng sự chi trả trực tiếp của công chúng và các dịch vụ khác. Báo chí luôn phải tiếp cận công chúng theo phương cách họ mong muốn. Công chúng chính là yếu tố quyết định sự lớn mạnh, phát triển của mỗi cơ quan báo chí. Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước va chạm vào ngày 17 tháng 6 năm 2024 giữa tàu Trung Quốc và tàu tiếp tế của Philippines ở bãi Cỏ Mây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết
Việt Nam theo dõi chặt chẽ và quan ngại sâu sắc trước những thông tin về vụ việc diễn ra vào ngày 17 tháng 6 năm 2024 tại khu vực Bãi Cỏ Mây giữa Philippines và Trung Quốc. Việt Nam đề nghị các bên liên quan kiềm chế tối đa, hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa của quốc gia ven biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, tôn trọng và tuân thủ các quy định quốc tế về an toàn hàng hải, hàng không, phòng chống đâm va trên biển, giải quyết các tranh chấp khác biệt bằng các biện pháp hòa bình, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực.